tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vứt lên thượng đế của cá nhân, tránh giáo điều cùng lý thuyết thần học. Đạo Phật trả lời cho những sự mô tả này. Nếu có một tôn giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại đấy sẽ là Đạo Phật. Để giúp độc giả hiểu được mối quan hệ này, bài viết dưới đây sẽ đưa ra những dẫn chứng và phát biểu của nhà khoa học Einstein về Đạo Phật theo quan điểm của ông. Einstein, sinh ngày 14 tháng 03 năm 1879 tại Đức Quốc, trong một gia đình làm nghề thủ công và tiểu thương, Bố là một người giỏi về hóa học và mẹ là người có khiếu về âm nhạc. Năm 1894, gia đình ông di cư sang sống tại Ý, ông được bố gửi đi học ở Thụy Sĩ và đã tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Đại học Zurich. Sau khi ra trường, ông được mời dạy toán và vật lý tại một trường bách khoa ở Thụy Sĩ. Ngoài việc dạy học, ông dành hết thời gian còn lại để nghiên cứu vật lý học và ông còn làm việc tại văn phòng thẩm tra cấp bằng sáng chế ở Bern, Thụy Sĩ. Mặc dù bận rộn nghiên cứu và giảng dạy khoa học, nhưng ông Einstein vẫn dành thời gian nhất định để nghiên cứu triết học và tôn giáo, đặc biệt trong đó có đạo Phật. Theo tài liệu Trần Thế khi tôi nhìn thấy nó nhà xuất bản Philosophical Library, New York, 1949 và quyển Những ý kiến và những quan điểm, nhà xuất bản Crow, 1945 là hai tuyển tập những bài báo, bài tham luận về tôn giáo và khoa học mà ông Einstein viết từ đầu những năm 30. Đáng chú ý trong tập này là các bài như Tôn giáo và khoa học, viết từ 1930, bài khoa học, triết học và tôn giáo, một buổi hội thảo viết năm 1941, bài tôn giáo và khoa học, không thể hòa giải được sao? Viết vào năm 1948. Theo các tài liệu trên thì chính Einstein tự xem mình là một người thuộc về tôn giáo. Tôn giáo của ông được người ta biết qua lý thuyết khoa học của ông. Ông bác bỏ sự thần thánh hóa trong tôn giáo, ông quan tâm đến đời sống con người ở hiện tại và ngay cả sau khi chết trong các buổi hội thảo về triết học và tôn giáo có lúc ông trích dẫn lời của chúa rồi có khi ông dẫn lời trong kinh phật quan điểm của ông về tôn giáo chưa bao giờ có hệ thống và nhất quán tuy nhiên với trí tuệ sắc bén và lòng ngưỡng mộ của ông đối với các tôn giáo đã giúp cho ông hiểu đúng và chính xác về các tôn giáo mà ông để tâm nghiên cứu ông vẫn thường nhắc nhở các nhà khoa học nên học hỏi ở các tôn giáo để bổ sung cho những khiếm khuyết của khoa học ông nói khoa học mà thiếu tôn giáo là khập khiễng tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Cũng theo các tài liệu trên cho thấy, ông đã nghiên cứu đạo Phật qua các sách báo của các học giả Phật học của người Âu Mỹ viết, đáng kể là triết gia người Đức Stopenhauer Arthur 1788 đến 1860, tiến sĩ người Đức Paul 1852 đến 1919, viện sĩ Hàn Lâm người Nga Vasily Vasiliev 1818 đến 1900, là những nhà Phật học nổi danh ở phương Tây. Nhờ nghiên cứu như vậy mà Einstein đã nhìn thấy đạo Phật như là một triết lý phương đông cực kỳ sống động, và triết lý ấy đã đi vào cuộc đời bằng chân lý thực chứng của mình, ngỏ hầu cắt ngang sự chậm tiến, lạc hậu, mê tín, cuồng tín và kém văn minh của thời đại. Đạo Phật đã đem lại cho con người một cái nhìn mới, một lối sống mới, một sự hài hòa mới, sống với nhau như ánh sáng trong không gian, tràn hòa với nhau như nước với sữa, Chính vì thấy rõ cái độc đáo đó mà ông Einstein đã phát biểu về đạo Phật như sau, tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Đồng thời, một lần khác ông cũng khẳng định rằng, nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học vì phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học dù những lý thuyết khoa học của ông rất phức tạp và khó hiểu nhưng tấm lòng nhân đạo và mến chuộng hòa bình của ông đã khiến cho mọi người cảm thấy gần gũi với ông ông đã cống hiến tất cả trí tuệ và sức lực của mình đối với sự phát triển khoa học của nhân loại ông làm việc không biết mệt mỏi cho đến ngày qua đời ngày nay đối với mọi tín đồ phật giáo trên khắp nam châu đều thành kính khi nhắc đến tên tuổi của ông người đã từng góp phần khẳng định lại giá trị vĩnh cửu đối với giáo lý của đạo phật